Điện tử Đắm Hoa xin chào tất cả các anh em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên mọi miền Tổ quốc. Trước mặt các anh em là một bộ karaoke. Anh Mạnh và Bắc Giang, anh đã yêu cầu điện tử Đắm Hoa test lên cho anh chọn bộ karaoke gia đình mà anh Mạnh đã lựa chọn, mà hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả các anh em. Vâng, đầu tiên là anh Mạnh chọn một cục đẩy công suất M4. Cục đẩy công suất M4 chạy 16 sò. Với cục đẩy công suất này, anh Mạnh sau này có thể ghép được thêm một cặp loa nữa với cục đẩy công suất này. Và thứ hai là một chiếc lọc eo quai DBX mã số là 2231. Thứ ba là một chiếc van G Audio mã số DCM6X. Và thứ tư là một cặp mic Sennheiser mã số là SKM9000. Và cuối cùng thứ năm là một cặp loa bãi B3 có mã số HS101 BAT25. Vâng, và mỗi chiếc loa B3 hàng bãi của anh Mạnh là có một chiếc loa bãi, một chiếc loa BAT25 và hai chung hai chiếc. Vâng, và để giới thiệu cùng tất cả các anh em hiểu hơn về cấu hình karaoke của bộ karaoke của anh Mạnh thì xin giới thiệu kỹ hơn. Vâng, đầu tiên là một cục đẩy công suất M4 của anh Mạnh đã lựa chọn. Với cục đẩy công suất có nhiệm vụ khuếch đại công suất lên loa và đưa ra loa những tiếng bát chắc và uy lực. Đây là một, thứ hai là một chiếc van, chiếc lọc eo quai mã số là 2231. Chiếc lọc có nhiệm vụ lọc nền nhạc và đưa nền nhạc lên loa, loại bỏ hết các tạp âm để đưa ra loa những tiếng nhạc trung thực nhất và trong trẻo nhất. Và là một chiếc van mã số là DCM6X. G Audio chiếc van có nhiệm vụ xử lý tiếng hát và chiếc van có nhiệm vụ xử lý tiếng hát đưa ra loa tiếng hát trong rõ nét và truyền cảm. Trong cấu hình karaoke, chọn bộ chiếc van cực kỳ quan trọng, xử lý tiếng hát của ca sĩ và đây là một thứ tư là một cặp mic Sennheiser mà anh Mạnh đã lựa chọn.
cùng, thứ năm là anh chọn một cặp loa V3 HF101. Rất hay. Câu hình karaoke của anh Mạnh cực kỳ đẳng cấp và chất lượng. Và tất cả các anh em có nhu cầu chọn bộ karaoke gia đình, xin hãy liên hệ với số máy 0918 249 265 và 0974 637 646. Và để đồng hành cùng điện tử Tám Hoa thì các anh em xem những clip xin hãy bấm vào chữ đăng ký đỏ ở ngay bên dưới clip để tiện theo dõi những clip tiếp theo của điện tử Tám Hoa. Còn cấu hình karaoke của anh Mạnh ở Bắc Giang rất là hay. Khúc với bộ karaoke của anh Mạnh ở Bắc Giang. Hãy subscribe.
vừa rồi tất cả các anh em cũng nghe một ca khúc lời cha dạy. Và đến đây mình xin tạm biệt tất cả các anh em và xin chào và xin hẹn gặp lại.